khi đi ngoài đường trông các bà có liếc gái xinh không. Còn tôi thì tôi liếc trước sau đó gọi chồng tôi ngắm cùng. Thật lòng mà nói nhìn các em gái mới lớn xinh tươi mơn mởn, tính tình dễ thương hòa nhã, cơ địa săn chắc mình nhìn còn mê nữa là đàn ông. Mà cái đẹp thì nên được tán dương, thưởng thức. Năm nay tôi cũng sắp 30 rồi, da rẻ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, dễ cười hằn sâu, đôi mắt cũng có vết chân chim, bụng thì ngấn mỡ, dặn ra, còn đâu cái thời ăn như phá mà không bị tích mỡ nữa. Cho nên ở tuổi này mà còn chưa chăm chút cho bản thân thì có lỗi với chính mình quá. Người ta thường nói làm đẹp là để giữ chồng. Cơ mà tôi làm đẹp vì chính tôi thôi, chứ các má có đẹp tựa nữ thần mà chồng các má có sẵn xu hướng ngoại tình thì hắn vẫn đi với gái thôi à. Mình yêu bản thân mình vì mình trân trọng công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Mình đẹp mình tươi vui cho các con nó cũng vui lây. Muốn yêu người khác thì hãy yêu chính mình trước, có đúng không ạ? Mẹ bỉm sữa tuy rằng bận rộn nhưng mình skin care đơn giản thôi. Mỗi ngày bỏ ra 15 đến 20 phút, tập thể dục 30 phút, lẽ nào lại không có thời gian? Nếu muốn mình sẽ có cách, phải không mọi người?